Trưa nay, Bộ Công an bất ngờ khám xét chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, ngân hàng Exim Bank. Hai nữ nhân viên gồm một thanh toán viên và một kiểm soát viên chi nhánh này đã bị dẫn giải vì được xác định là có liên quan đến vụ đại gia thủy sản Chu Thị Bình mất 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng này. Theo thông tin ban đầu từ Exim Bank, các nhân viên này bị khởi tố do đã thực hiện không đúng các quy định của ngân hàng về trình tự, thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ cho khách hàng rút tiền, gây thiệt hại cho Exim Bank. Ngân hàng cũng đã cử luật sư bảo chữa, bảo vệ quyền lợi cho hai nữ nhân viên này.